Thưa quý vị, vào tháng 11 hàng năm, nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đã được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi và đầy tinh thần nhiệt huyết. Đây là một buổi tuyên truyền do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức nhằm cung cấp kiến thức cho cán bộ hội viên phụ nữ về tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực phụ nữ và trẻ em, các hình thức giáo dục xử lý đối với người gây bạo lực, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong gia đình. Qua đó, chị em có nhiều kiến thức, kỹ năng để thực hiện và tuyên truyền vận động người thân cùng xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Thì với vai trò là cơ quan thường trực của đề án 1006, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã chỉ đạo và định hướng cho các cấp hội cơ sở xây dựng nhiều cái mô hình để triển khai cụ thể hóa các văn bản trên. Thì hiện nay ở cơ sở thì xuất hiện rất là nhiều những mô hình và đã và đang hoạt động khá là hiệu quả. Các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới cũng được triển khai xuống tận cơ sở. Tại xã Hòa Tiến, sân chơi cuối tuần với chủ đề Vùng đất yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã diễn ra trong không khí vô cùng sôi động, mặc cho những cơn mưa bất chợt. Đến với sân chơi này, mọi người được thưởng thức các điệu múa dân vũ, nhảy sạp, đồng diễn trên nền nhạc các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, tình đoàn kết các vùng miền. Ở địa phương thì tổ chức các chương trình sân chơi cuối tuần như hôm nay là để nhằm là hưởng ứng cái tháng bình đẳng giới cho chị em hội viên phụ nữ để thôn do giao lưu, để học hỏi những cái bè múa hai và những điệu nhạc phân boa, và luôn dịp đây là chị em trong thôn cũng có tổ chức cái nhảy sụp để cho chị em. Đối với vai trò là tổ chức hội thì cũng mong muốn các cấp quan tâm tạo điều kiện và chia sẻ vấn đề giữa bạo lực giữa phụ nữ và trẻ em, rồi sự bình đẳng giữa gia đình, các thành viên trong gia đình, đặc biệt là tạo điều kiện cho phụ nữ có những cái bước mà bước ngoặt trong cái vai trò tham gia các hoạt động tại địa phương của mình. Gác lại những bộn bề thường ngày, sau những ngày lao động hăng say, chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn các xã lại tập trung tại nhà văn hóa các thôn để tập luyện các bài dân vũ, các điệu nhảy rumba nhẹ nhàng. Nơi đây, chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn thôn có dịp gặp gỡ, giao lưu, bắt nhịp với xu hướng hiện đại, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Đây sẽ trở thành điểm hẹn sân chơi văn hóa bổ ích để chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn các xã được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau lan tỏa thông điệp đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới vì một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững.